Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau hôm nay thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022. Bản tin gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau sẽ khai mạc vào ngày 25 tháng 6 tới với 1.000 vận động viên tham gia thi đấu ở 7 môn còn lại. Huyện U Minh kiểm tra thực tế đời sống người dân nơi bị ảnh hưởng do xảy ra triều cường mấy ngày gần đây. Năm nay, diện tích nuôi cá bổi ở huyện Trần Văn Thời giảm do thời tiết bất lợi và chi phí sản xuất tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh COVID-19 đã khiến khả năng trả nợ của người dân giảm, nợ xấu tăng mạnh. Tại cuộc họp diễn ra ngày hôm qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã đề xuất Quốc hội gia hạn nghị quyết cho phép kéo dài việc thí điểm xử lý nợ xấu theo nghị quyết 42 đến hết năm 2023. Theo Thống đốc, việc không gia hạn nghị quyết 42 sẽ khiến việc xử lý nợ xấu phát sinh các tranh chấp giữa ngân hàng và khách vay. Khi nợ xấu gia tăng mà không được xử lý nhanh chóng, sẽ khó quy động được các nhà đầu tư trong ngoài nước tham gia vào xử lý nợ, cơ cấu lại tổ chức tín dụng. Trong cuộc họp, cơ quan thẩm tra đa số ý kiến tán thành việc gia hạn áp dụng nghị quyết 42 đến hết năm 2023 và đưa nội dung này vào nghị quyết kỳ họp thứ 3. Theo chương trình, trong hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận cho ý kiến về đề xuất này của Chính phủ. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân, trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ 6 năm 2022, chủ trì cuộc họp với thành viên ban chỉ đạo về việc tổ chức giai đoạn 2 của đại hội dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 tới đây. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ 6 năm 2022 gồm 18 môn, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 năm 2022 với 11 môn, 25 đoàn và 786 vận động viên tham gia thi đấu. Theo đó, kết quả ở khối cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và doanh nghiệp hạng nhất thuộc về Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, khối huyện, thành phố hạng nhất thuộc về thành phố Cà Mau. Giai đoạn 1 của đại hội được đánh giá diễn ra thành công, an toàn, đảm bảo chất lượng chuyên môn của các môn thi đấu. Giai đoạn 2 của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau sẽ có 7 môn thi đấu, gồm kéo co, đẩy gậy, bóng đá nữ 5 người, điền kinh, cờ tướng, taekwondo, bóng chuyền nam. Dự kiến có 36 đoàn với gần 1.000 vận động viên tham gia thi đấu. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2022 tại sân vận động khu Liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau. Tại cuộc họp, thành viên ban chỉ đạo và các tiểu ban phụ trách trao đổi thống nhất về việc tổ chức lễ khai mạc giai đoạn 2 Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau và một số nội dung có liên quan như công tác thiết kế, tuyên truyền, cổ động, trang trí khánh tiết. Sau khi nghe Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hội báo cáo về việc triều cường làm ảnh hưởng đến các hộ sống ven đê thuộc ấp 3 xã Khánh Hội, chiều qua, Ủy ban Nhân dân huyện U Minh đã có buổi kiểm tra thực tế để có hướng chỉ đạo khắc phục kịp thời. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 22 tháng 5, triều cường đã làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của khoảng 100 hộ dân cùng tuyến đường giao thông thuộc ấp 3 bị ngập sâu trong nước. Do triều cường thường xuyên xảy ra nên người dân đã chủ động kê cao các vật dụng trong nhà, nên đợt này không làm ảnh hưởng nhiều đến tài sản của người dân. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân huyện U Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hội ra soát lại từng đối tượng bị ảnh hưởng nặng do triều cường để có chính sách hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, đề nghị địa phương phân công cán bộ bám sát địa bàn xung yếu để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục khi xảy ra triều cường, khai thông cống rãnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Hôm qua, đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Cà Mau thẩm định thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2021 tại xã Phú Tân, huyện Phú Tân. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, đa số người dân thực hiện tốt các tiêu chí hộ gia đình, các tuyến đường được xây dựng khang trang, xanh, sạch, đẹp, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư mở rộng một số tuyến lộ nhỏ nối liền các trục chính của xã. Trên cơ sở kiểm tra toàn diện, đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Cà Mau thống nhất với những kết quả mà xã Phú Tân đạt được, qua đó đủ điều kiện đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản về việc ngăn chặn phát hiện xử lý các trường hợp vận chuyển buôn bán thuốc, vaccine thú y nhập lậu, không rõ nguồn gốc, đặc biệt là vaccine phòng bệnh cúm gia cầm chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.
Để khẩn trương chấm dứt tình trạng này, Bộ đề nghị Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, nếu phát hiện các vi phạm, cần xử lý theo quy định. Đối với những tổ chức cá nhân buôn bán với số lượng lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, cần chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý. Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức hội thảo đối thoại trực tiếp về chính sách kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Cà Mau hiện có 269 hợp tác xã, trong đó có 227 hợp tác xã đang hoạt động, 42 hợp tác xã ngưng hoạt động với hơn 4.340 thành viên. Trong số này có nhiều hợp tác xã mới được thành lập, đa dạng về đối tượng tham gia, lĩnh vực và địa bàn hoạt động. Năng lực của nhiều hợp tác xã được tăng cường, liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã dưới nhiều hình thức và phát huy được hiệu quả. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể và hợp tác xã trong tỉnh cũng gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất kỹ thuật, vốn, tính liên kết liên doanh trong loại hình kinh tế tập thể còn rời rạc. Nhiều hợp tác xã trên địa bàn chưa tiếp nhận thông tin về chính sách hỗ trợ kịp thời, cũng như chưa nắm rõ về chính sách hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Buổi đối thoại lần này nhằm kịp thời thông tin các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến các hợp tác xã, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho hợp tác xã. Bên cạnh đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách trong tổ chức và hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng thời có thêm kênh thông tin giữa lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh đến hợp tác xã để trao đổi hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Thưa quý vị, huyện Trần Văn Thời là địa phương có diện tích nuôi cá bổi nhiều nhất tại tỉnh Cà Mau. Hiện nay, huyện có 90 hectare ao đầm nuôi cá bổi thâm canh. Tuy nhiên, con số này đã giảm gần 10 hectare so với năm trước. Theo nông dân, diện tích nuôi cá bổi năm nay giảm là do vụ mùa vừa qua giá cá bổi tươi thấp cộng với giá thức ăn tăng liên tục nên sau khi trừ chi phí, người nuôi có lãi không nhiều. Riêng vụ cá bổi năm nay, ở đầu vụ, nông dân gặp khó do ảnh hưởng của thời tiết nên việc ép và ươm con giống không đạt kết quả như mong muốn, tốn nhiều chi phí vào phục vụ sản xuất. Huyện Nam Căn là vùng đất phèn mặn cùng với đó là hàng năm phải chịu ảnh hưởng rất lớn từ các đợt triều cường nên rất khó khăn trong việc trồng rau màu, cây ăn trái. Thế nhưng, với quyết tâm và cần cù lao động, ông Trương Văn Khâm, 67 tuổi, ở ấp Xẻo Sao, xã Lâm Hải, đã áp dụng trồng thành công cây khóm trên bờ bao vuông tôm và đem lại thu nhập cao. Với gần 7 hecta nuôi trồng thủy sản, trên bờ, ông Trương Văn Khâm trồng nhiều loại rau màu cây ăn trái. Đến năm 2019, ông thử trồng thêm khoảng 100 gốc khóm và đã phát triển tốt. Từ đó, ông từng bước nhân rộng phát triển loại cây trồng này. Đến nay, gia đình ông trồng được trên 1.000 gốc khóm. Mỗi ngày, ông bán trái thu về khoảng 200.000 đồng. Cả 3 năm, tôi thấy bà bỏ ổn quá, tôi mới trồng khóm. Lúc đầu thì trồng để ăn thôi, tính để ăn thôi mà thấy tốt quá. Thấy bà cõi tốt quá, rồi nhân rộng ra để trồng thêm. Rồi bán hàng ngày vậy đó, bán chừng 2 năm rồi. Hàng ngày cũng có bẻ vô bán cho bà con theo sớm mà chứ xe đi dọc đường. Quá trình tìm hiểu về cái mô hình trồng khóm này thì xét thấy cái vấn đề mà trồng khóm thì nó hết sức phù hợp với cái địa bàn mà địa thổ nhưỡng đối với đất đai của đất của khu vực xã Lâm Hải. Thì nông dân xã cũng có kế hoạch lên kế hoạch bàn thông qua chỗ ủy ban dân xã thì phối hợp để mà mình tạo ra cái mô hình mà trồng khóm trên địa bàn toàn địa bàn xã Lâm Hải, nhằm tạo điều kiện cho bà con dân có cái nguồn thu nhập để phát triển kinh tế. Mô hình trồng khóm trên đất phèn mặn của ông Trương Văn Khâm đã tạo ra cách nhìn mới đối với người dân địa phương trong việc đa dạng cây trồng. Thành công của mô hình này cũng mở ra hướng đi mới để người dân có thêm lựa chọn trong sản xuất và phát triển kinh tế gia đình. Hôm qua, Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi tiếp nhận 150 triệu đồng từ công ty công nghệ thông tin Sinotech tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Số tiền này, Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho công an huyện triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn huyện. Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi thông tin đến đơn vị tài trợ lộ trình triển khai dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh bằng hình thức xã hội hóa tại một số xã thị trấn trọng điểm trên địa bàn huyện. Đồng thời mong muốn
công ty tiếp tục làm cầu nối, vận động các đơn vị cá nhân hỗ trợ huyện thực hiện có hiệu quả dự án này cùng các chính sách an sinh xã hội khác. Trước đó, công ty công nghệ thông tin Sinotec tại thành phố Hồ Chí Minh đến khảo sát cầu U Minh tại khóm 2 thị trấn Đầm Dơi. Cây cầu xây dựng đã lâu bị xuống cấp, không đảm bảo cho việc lưu thông. Vì thế, công ty tiếp tục hỗ trợ 250 triệu đồng để xây dựng mới. Cũng trong ngày hôm qua, Công an tỉnh Cà Mau khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tác phong, thái độ cho cán bộ hỏi cung, lấy lời khai khi thực hiện nhiệm vụ có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong Công an Nhân dân. Trong 2 ngày tập huấn, 200 cán bộ chiến sĩ điều tra viên, cán bộ làm công tác điều tra sẽ được đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức triển khai, thực hiện hỏi cung, lấy lời khai khi có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh, đồng thời hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh và xử lý các tình huống nghiệp vụ, sự cố kỹ thuật phát sinh trong thực tế. Thông qua lớp tập huấn nhằm giới thiệu, trang bị kiến thức pháp luật nghiệp vụ cho cán bộ hỏi cung, lấy lời khai khi thực hiện nhiệm vụ có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.